Xin chào các bạn nhá, mình là Thành đây. Và cuối bài thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể mua cái game đang rất là hot, hòn hòa hiện nay. Đó chính là PlayerUnknown's Battlegrounds. Đấy, của hồi tên dài thế chứ ạ. Thì đây là dành cho Nick Steam mới. Nick Steam mới nó là như thế nào thì các bạn có thể để ý. Đấy, bản game này chỉ dành cho các Nick Steam mới ở lập ở Việt Nam nhá. Level Steam bằng 0, chưa có game mà chưa nạp Steam Wallet thì bạn lưu ý điều này cho mình. Còn nếu bạn nào mà đã có Nick Steam mà các bạn không muốn lập một Nick Steam mới thì các bạn có thể vào đây thì các bạn sẽ phải mua đắt hơn thôi. Thôi các bạn sẽ phải mua với giá là 660.000 dành cho bản mà các bạn đã dùng tài khoản Steam lâu năm có game rồi. Thôi cứ có game là các bạn sẽ phải mất 660.000. Còn đâu thì với Nick Steam mới thì các bạn có thể là mất với số tiền ít hơn, nó là 380.000 Việt Nam đồng. Cái này thì chắc là bằng một quốc Trần Duy Hưng. Ok, đùa đấy thôi. Thì đây là cái số dư của mình. Cái số dư này mình kiếm được bằng cách đó chính là được các bạn ủng hộ bằng thẻ điện thoại khi mà mình giúp đỡ các bạn cài game. Thì rất là cảm ơn các bạn. Ok. Đấy, thì anh em nào thích ủng hộ thì cứ ủng hộ mình nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ... À quên, bạn nào chưa xem cái video mà hướng dẫn tạo cái app trên device shop này cũng như là cách nạp tiền, nạp thẻ điện thoại thì các bạn có thể xem lại video cho mình. Mình có hướng dẫn rồi. Đây thì mình sẽ chỉ hướng dẫn là mua game PlayerUnknown's Battlegrounds thôi. Đấy. Sẽ thêm vào giỏ nhá. Game này 380, mình có 320. Ôi, thừa hẳn 2.000. Kinh đấy. Đó. Cái gì đây? Thêm vào giỏ. À quên, mình chưa đăng. Hướng dẫn nhận game à? Ơ? What the fuck? Hướng dẫn lấy link profile. Thì mình sẽ xem là profile này là gì. À chết, profile nó là một cái Nick Steam để nhận game. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái Nick Steam nhận game nha, các bạn đợi một chút. Ok các bạn, sau một lúc loay hoay thì mình đã lập được một cái Nick Steam mới. Steam mới đây nhá. Đấy, không hiểu sao tự dưng nó ép luôn game 2018 đi mua vào. Cũng mình cũng không rõ tại sao, chắc là nó tìm game thôi. Thì các bạn muốn tạo một cái Nick Steam thì bạn có thể vào đây này, rất đơn giản. Đây, các bạn tên này, password này, đây nhập lại password này. Nhập cái email của bạn vào. Đây là cái mã bảo vệ thì các bạn nhập vào, các bạn tích vào đây và nhấn create my account là được. Không có gì cả. Thì bây giờ sau khi đăng nhập vào Nick Steam mới. Đây, cái Steam nó như thế này đây. Các bạn bạn nào chắc là nhiều bạn cũng dùng Steam rồi nên các bạn biết đấy. Thì cái giao diện của Steam ở trên desktop nó như thế này. Bây giờ mình sẽ vào là thiết lập cái profile của mình. Ok. Đấy, thì real name của mình sẽ là A Thành. Viết không giấu đi cho nó chuyên nghiệp. Country do not display. Ok. Profile name. Cái này đổi không nhỉ? Thôi được rồi, không cần đổi. Bây giờ mình sẽ save train. Rồi. Thì sau khi save train thì các bạn sẽ đây. Copy được cái paste URL. Và các bạn sẽ paste vào đây. Biết chính xác nhỉ, mình sẽ xem lại. Đây, xem lại video này thì các bạn sẽ rõ ngay. Ok, mình sẽ vào lại profile. Đấy.
copy này, paste URL rồi nhớ các bạn sẽ vào lại profile rồi. Và chúng ta sẽ quay trở lại với device shop chúng ta sẽ paste cái profile link vào đây rồi, chúng ta sẽ nhấn thêm vào giỏ. Ok, như vậy là bạn đã thêm mới thành công vào giỏ hàng. Việc của chúng ta bây giờ đó là bây giờ chúng ta sẽ thêm vào giỏ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhận game. Đâu rồi? Đăng nhập lại Steam này. Thêm vào giỏ xong phải thanh toán nữa nhỉ? À đây vẫn là cái lấy, bước lấy profile. Ok. À quên. Đấy. Rồi, ôi. Lâu không quay trở lại trang này mua game nên là bị lẫn các bạn. Các bạn sẽ nhấn vào thanh toán. Ok. Ok, các bạn sẽ nhấn vào thanh toán bằng số dư tài khoản này nhá. Đấy. Rồi. Ôi xổ ơi, lốt đi. Rồi, như vậy là đơn hàng của bạn đã được xử lý thành công. Còn giờ anh, cái này mình đã hướng dẫn một lần là cách mua game trên device shop rồi. Cái này nó hơi, cái game này nó hơi khác một chút thì nó bắt các bạn nhập cái link stream thôi, không có gì cả. Đấy. Rồi. Ok. Như vậy là mình đã giao dịch 3 game rồi đấy các bạn. Rồi. Bây giờ tiếp theo thì mình sẽ vào cái Steam xem nào. Có gì không? Live free. Đây rồi. New invite. Đấy. Accept. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào Gmail xem có gì không. Như vậy là mình đã mua hàng thành công rồi. Đấy. Như vậy là device nó sẽ gửi cho mình một cái báo lại là đã đồng ý. Ok, mình sẽ báo lại cho bạn này biết là mình đã đồng ý. Gửi. Bây giờ chúng ta sẽ đợi một lúc xem shop nó sẽ phản hồi không. Mình nhắn cả tin trên Steam rồi và đã nhắn cả tin trên Gmail rồi. Đó, thì đợi một chút. À, làm ăn rất nhanh các bạn ạ. Mình vừa được thông báo là nhận được một món quà. Đấy. Chúng ta sẽ accept gift. Đấy. Add my library. Ngon lành rồi. Đấy, shop làm nó rất là nhanh các bạn ạ. Chưa đầy một phút sau khi mình xác nhận là đồng ý thì đã xong. Bây giờ chúng ta có thể tắt cái đi rồi. Đây. Ok. Bây giờ mình sẽ vào Steam nhá. Steam mới. Sẽ lại có hai game này. Test server là cái gì? Test server nhỉ? Ok, mình sẽ tải từ bản này đi. Đây. Ok.